Akami là một sản phẩm rất đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là nó được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm có tinh dầu nho này, tinh dầu jojoba này. Đặc biệt hơn nữa là nó có chất phytoxit là từ thông của Nhật Bản, bao gồm có 31 loại nguyên tố vi lượng, gồm có 28 loại axit amin và nhiều các cái vitamin khoáng chất khác. Chính vì vậy nó rất là có hiệu quả và dùng an toàn. Cái thứ hai, sản phẩm này thì là được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Vì vậy cho nên là nó có tác dụng để điều trị chữa nám, tàn nhang, chống nhăn, chống lão hóa rất là tốt. Được minh chứng qua thời gian, qua sự sử dụng đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam. Thật sự là mình cảm thấy rất là mừng sau một khoảng thời gian sử dụng Dakami. Nó có những cái sự thay đổi rất là rõ nét, có thể nhìn thấy luôn. Da của mình sáng hơn trước rất là nhiều, những nếp nhăn nó cũng mờ đi, rồi những cái vết nám ấy, những cái chấm đồi mồi nó cũng nhạt màu đi rất là nhiều. Nó mang đến một cái hiệu quả mà mình cảm thấy lúc đầu là còn cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì là mình dùng cũng không phải là thời gian quá lâu đâu. Và mình thấy rằng quả thật là thật sự là đúng đắn khi mà mình đã lựa chọn Dakami. Tất nhiên là trước khi mà mình sử dụng Dakami thì mình cũng phải nghiên cứu rất là cẩn thận, bởi vì chúng ta sử dụng cho chúng ta mà. Và với Dakami thì những cái thành phần mà hoàn toàn từ thiên nhiên, không gây kích ứng, không gây tác dụng phụ. Rồi quan trọng nhất, nó có cái chiết xuất từ thông Nhật Bản, là một loại thành phần mà nó giúp cho da căng hơn rất nhiều, các cái cơ da được căng ra, đảm bảo được cái sự đàn hồi của da. Nó giúp cho những cái vết nám, vết nhăn nó mở đi rất là tốt. Nó là một sản phẩm mà an toàn và hiệu quả. Thứ nhất là Bộ Y tế cấp phép cho nên mình yên tâm đã. Đấy là cái đầu tiên mình có thể yên tâm sử dụng và lựa chọn. Nhưng cái thứ hai thì thấy những thành phần như vậy thì mình yên tâm quá rồi. Bởi vì bạn biết ý, là muốn nói hay không chứ khi mình sử dụng nó phải an toàn và phải hiệu quả. Thì như mình vừa chia sẻ, mình rất là hài lòng với Dakami. Và chính vì điều này thì mình muốn chia sẻ với chị em. Bởi vì chúng ta bây giờ thì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm để giúp chúng ta có thể cải thiện làn da. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lựa chọn kỹ càng. Và với Dakami thì mình cũng đã thấy những hiệu quả sau một khoảng thời gian sử dụng như vậy. Cho nên các chị em cũng có thể thử xem là có hợp với mình không. Tất nhiên là ngoài những cái hiệu quả rất là rõ rệt Dakami mang đến thì chúng ta mỗi người còn có những cái cơ địa, có những cái làn da khác nhau. Có người da yếu, có người da khỏe, cũng không thể biết được. Nhưng mình tin là với Thảo Vân mà đã sử dụng được thì chắc là các bạn cũng dùng được thôi. Và như các bạn thấy đấy là Thảo Vân năm nay thì cũng bắt đầu bước sang tuổi 50. Sử dụng cũng đã hiệu quả rồi. Nhưng giá như Vân biết đến sớm hơn để Vân dùng từ khoảng 30 trở ra thì có khi bây giờ da mình có khi còn đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Cho nên là lời khuyên cho các bạn là chúng ta hãy quan tâm tới làn da của mình. Đừng nghĩ rằng là đến tận khi nào có dấu hiệu lão hóa mới dùng thì lúc đấy sợ là hơi muộn. Các cụ vẫn có câu là phòng hơn chữa mà. Cho nên các bạn hãy sử dụng đi trước khi mà da chúng ta xấu đi. Thì như vậy các bạn sẽ bảo vệ làn da các bạn tốt hơn rất là nhiều. Nó được bạn bè giới thiệu thì mình biết đến Dakami, và sau một thời gian khá ngắn thôi mình sử dụng thì cái da của mình bây giờ này, các cái nếp nhăn cũng như là các cái rãnh cười này, nó đã giảm đi rất là nhiều. Da nó sáng hơn, nó mềm mà mịn hơn. Các cái vết nhăn này ở đuôi mắt cũng như là ở khóe miệng ấy, nó giảm đi khá là nhiều, khoảng được từ 70-80%. Với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP, công nghệ collagen thủy phân đã được ứng dụng trong công nghệ sản xuất kem chống lão hóa Dakami, có tác dụng tăng hệ miễn dịch, tạo lớp màng bảo vệ cho da, tránh khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Với những ưu điểm vượt trội, Dakami đã nhận được rất nhiều đánh giá khen ngợi từ các nhà khoa học và chuyên gia ngành y tế. Có thể nói, Dakami là một giải pháp tối ưu xóa mờ đi các dấu hiệu lão hóa, góp phần lưu giữ nét thanh xuân cho làn da mà chị em phụ nữ đang tìm kiếm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.